Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Tầng thứ ba, phòng chơi gái chuyên dụng của thái tử. Vãi cả phòng chơi gái, đúng là có vấn đề thật. Cái cửa sổ này là mới. Người của Định Quốc sau chuyện đó không thể nào không phái người tới điều tra. Bọn chúng không phát hiện ra vấn đề bởi vì hai lý do. Một là bởi vì đây là thuyền hoa của thái tử, bọn chúng không dám manh động. Thứ hai, trong thời gian này chắc chắn đã có người tới thay cửa sổ mới. Chuyện cửa sổ mới cũ này quá rõ ràng, quan chức của Định Quốc chắc chắn là phát hiện. Khả năng phân tích của Nhan Phi tỷ tỷ có hơi. Vâng. Từ manh mối này ta có thể kết luận chắc chắn là có người phá cửa sổ để vào, hoặc là phá nó để bỏ trốn. Chúng ta tìm tiếp xem còn có manh mối nào không. Ấy, đây là cái gì? Nhược Vi, cẩn thận. Sư huynh tập kích thất bại rồi, xem ta đây. Nhan Phi tỷ tỷ, để ta giúp tỷ. Chính nào bây giờ chịu chết đi. Ở đó. Sư đệ, tu vi của tên này cao hơn mình một chút, nhưng mà một chiêu là có thể thắng. Kiếm pháp của sư tôn đúng là lợi hại. Sư đệ, ngay lúc này viên hoan hỷ cảnh giới bái nguyệt quan. Đây là tông phái gì? Ta chưa từng nghe qua Thương Châu có tông môn này. Đây là tông môn mới nổi, người đương nhiên là chưa nghe qua. Đây là tông môn nằm ở bái nguyệt sơn của Định Quốc. Tông môn này có mấy người kim đan kỳ. Nhưng mà điều thú vị là nhị và tam hoàng tử của Định Quốc từng cùng nhau đi lên bái nguyệt quan để bàn bạc với bái nguyệt quan quan chủ. Một tháng sau thì thái tử chết con mẹ nó rồi. Ồ, vì thế để giết chết thái tử, lưng đỡ con bù nhìn lên ngôi, rồi sau đó Định Quốc sẽ thuộc về tay của bọn chúng đúng hay không? Quan chủ của Bái Nguyệt Quan cho rằng sau khi khống chế được một nước lớn thì có thể giúp cho tông môn phát triển với một tốc độ chóng mặt. Nhưng mà bọn chúng vẫn là không biết ở tu chân giới thì sức mạnh mới là quan trọng nhất. Vài thằng nhóc con kim đan cũng muốn ăn tài nguyên của một quốc gia. Đừng nói bọn chúng có làm được hay không, cho dù là có được thì các tông môn khác ở trong Thương Châu cũng sẽ không ngồi yên đâu. Đến lúc đó chỉ cần một hai nguyên anh kỳ ra mặt thì Bái Nguyệt Quan coi như là tiêu đời. Người lại đi nữa hả? Đi thôi đi thôi, vừa là Thúy Na vừa là Bái Nguyệt Quan, đồ đệ của ta thì làm sao ăn cho nổi. Dừng. Đúng rồi, tiến độ tu luyện mị ảnh phương tâm của cô hình như là có vẻ hơi chậm, có phải gần đây không hấp thụ nữa rồi không? Ý là chơi trai á? Ơi Bạch Thu Nhiên, lão lương ta hấp thụ hay không hấp thụ thì liên quan gì tới người? Ta chỉ là đang quan tâm tới người thôi. Ơi sao giận quá vậy? Người thích thì đi đi, ta không tiễn đâu. Đuổi ta đi như vậy sao? Ngươi có chuyện gì sao? Đúng vậy, lão nương ta phải ra ngoài kiếm trai để hấp thụ. Mau cút đi kiếm đồ đệ của ngươi đi. Đi đi không tiễn. Ngươi tính tình nóng nảy, không cho người khác quan tâm. Trên thuyền hoa, Nhan Phi tỷ tỷ không sao chứ? Lúc nãy đỡ giùm em một kích. Nói ra thì một kiếm lúc nãy là chiêu thức gì vậy? Tỷ chưa nghe Thanh Minh Tông có chiêu đó bao giờ. Không sao, công kích của hắn không có phá giáp, không đáng lo, chỉ bị bỏng một chút. À, kiếm pháp này là sau khi em nhập môn sư tôn đã đích thân tạo ra cho em. Uy lực của chiêu đó rất mạnh, sư tôn của em nhất định là rất mạnh. Đúng rồi, lúc nãy em có phát hiện cái gì hay không? Ồ đúng, cái đó. Nếu đoán không lầm thì đây là
Thứ con hồ ni đã cắn thái tử đời này là thứ con hồ ni đã cắn thái tử đời này. Mấy người ban nãy tập kích chúng ta, nghĩa nào là muốn tiêu hủy cái này? Nếu như hai người đó muốn tiêu hủy manh mối, vậy thì chúng ta dựa vào manh mối để điều tra tiếp đi. Điều tra như thế nào? Vừa đúng lúc sư tôn của em đã dạy cho em một cách, một pháp thuật rất là hữu dụng. Cách Tô Đan Thành mấy cây, một nơi nào đó không biết. Bồi Nguyên, hai người quay về rồi. Bồi Thiền, sao vậy? Bồi Thanh sư huynh, lần này những người tham gia điều tra không phải là bình thường. Vốn dĩ hai đứa tụi em tính xử lý sạch sẽ những tàn dư ở trên thuyền hoa một lần nữa. Nhưng mà đột nhiên xuất hiện hai nữ tu sĩ rất là khó xơi. Bồi Thiền còn thất thủ rồi bị giết. Yên tâm, sau khi xong chuyện sư tôn sẽ báo thù cho đại ấy. Tìm được nơi ở của mấy tên tiểu xúc sinh đó rồi, bây giờ chúng ta đi vây hãm bọn chúng thôi. Cửu Châu thập địa đã từ rất lâu rồi, chưa nghe thấy yêu thú có thể hóa hình. Lần này nếu như có thể lấy được một viên nội đan từ bọn chúng, sẽ giúp cho sư tôn, sư thúc, sư bác đột phá kim đan cảnh giới. Ở đây chắc là đột phá kim đan tới nguyên anh. Nói không chừng có thể thuận lợi mà gia nhập chính khí đạo minh nữa. Thực lực của bái nguyệt quan của chúng ta cũng sẽ mạnh hơn một bậc nữa. Sư tôn, chúng ta phải nhanh lên. Bọn chúng chắc chắn là đã biết được chuyện gì của bầy hồ ly đó rồi. Đệ no nào bọn chúng cũng sẽ để mắt tới bầy yêu thú hóa hình kỳ đó. Yên tâm, bọn ta đã xác định nơi ẩn náu của bọn kia. Hai tên nữ tư đó nhanh như nào cũng không thể nào bằng bái nguyệt quan chúng ta đâu. Yêu quái trốn ở đâu? Định Giang Sơn. Nhược vì, lúc nãy ta phát hiện tung tích của một số hồ ly. Cự ly giữa chúng ta và mục tiêu ngày càng gần. Chúng ta nghỉ ngơi một tí rồi xuất phát thôi. Dạ. Thu. Chúng ta phải giữ thể lực để chuẩn bị cho những nguy hiểm sắp tới. Nhưng mà Nhược vì, thủ pháp này tìm kiếm mục tiêu này của em đúng là đáng sợ thật mà. Chỉ dựa vào một cọng lông thì đã tìm được lai lịch nguồn gốc nó ở đâu. Đây là pháp thuật mà sư tôn em chế ra, nhưng mà người đã từ lâu không còn sử dụng nữa thôi. Bây giờ toàn những kỹ năng cùi bắp như là quét thần thức mà thôi. Không hổ danh là Thanh Minh Kiếm Tông, sư tôn của em quá lợi hại rồi. Nhan Phi tỷ, hình như tỷ rất sùng bái Thanh Minh Kiếm Tông thì phải. Thanh Minh Kiếm Tông. Các nhà tỷ cô châu quả thực là rất xa, đến tỷ đã tham gia Thuần Võ Thiên Quân. Trước lúc tỷ được sinh ra, quê của tỷ có xuất hiện một yêu ma, tự xưng là yêu ma của Sơn Thần. Mặc dù hắn ta thích tự xưng là thần, nhưng mà trên thực tế hắn là một kẻ tàn bạo, lòng tham không đáy và còn thích ăn thịt người sống. Hắn ép bọn ta, bắt bọn ta phải lấy người sống để làm vật tế, bọn ta không phục, hắn ta đốt cả làng. Hên là sau này có một tiên nhân tóc trắng, mày trắng vừa đúng lúc đi ngang qua nơi này, chỉ một đao đã chém đứt tên đó ra làm hai. Mà vị tiên nhân đó chính là người của Thanh Minh Kiếm Tông. Không phải chứ trùng hợp vậy sao? Ơi, sư đệ của ta cũng là tóc trắng mày trắng. Chắc chắn là trùng hợp thôi. Bạch sư đệ rất dễ thương, nhưng mà tu vi của đệ ấy chỉ mới ở luyện khí kỳ, thì làm sao có thể giết được con đại ma đầu đó. Mấy lời này đừng để sư tôn nghe được nếu không. Ơi, tỷ nói đúng Nhan Phi, chúng ta nghỉ ngơi cũng đủ rồi, đi tiếp thôi. Ok. 10 phút sau. Con bạch mao này không phiêu động nữa thôi. Đúng rồi, xem những dấu vết gần đây xem. Đám hồ ni chắc chắn là xuất hiện ở gần đây. Định Giang Sơn. Nhưng mà Nhan Phi tỷ, đây là đâu? Tại sao lại có một bức tượng điêu khắc siêu to khổng lồ ở đây vậy? Đây là Định Giang Sơn. Đây là hoàng đế tiền nhiệm của Định Quốc sau khi đại thắng chinh phạt về. Đao to búa lớn, liền xây dựng một bức điêu khắc ở đây để người dân tôn kính ông ta. Định Quốc còn có nơi này. Đúng rồi, chúng ta mau tìm hồ ly động đi. Cuối cùng cũng tìm được hai con bé này. Nhan Phi tỷ, mau qua bên đây xem. Có phải đây không? Đúng rồi, hồ ly thông thường sống dưới lỗ cây hoặc là trong hang động. Cái động này chắc chắn là do bọn chúng vào. Thì ra là bọn chúng trốn ở nơi này. Đúng rồi hả? Chào các sư tỷ ấy. Bạch sư đệ, sao đệ cũng ở đây? Bị đệ hù chết. À sư tỷ, lúc rời khỏi có dùng mật pháp để truyền tin cho đệ,
kêu đệ qua giúp đỡ. Đệ cũng gặp được một vị sư huynh kim đan kỳ, đến nhờ huynh ấy dẫn qua đây. Đúng không sư tỷ, tỷ còn nhớ Tuyệt Vân sư huynh hay không? À, thì ra là Tuyệt Vân sư huynh, chả trách chả trách. Trình độ chém gió của sư phụ đúng là không ai bằng. Vậy được rồi, nếu như bạch sư đệ đã tới rồi, vậy thì đệ nhất định là phải đi theo 2 tỷ. Gần đây có một đám tu sĩ cũng đã để mắt tới đám hồ yêu, kẻ tới không có ý tốt, đệ phải cẩn thận. Rõ à? Cảm tạ tỷ tỷ quan tâm. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải chui vào để bắt. Làm sao để chui vào để bắt đám hồ ly? Cửa hang nhỏ quá. Cần ta làm nó to hơn hay không? Giao cho ta dùng thổ hệ công pháp. À đúng, sứ đệ qua đây, sứ tỷ dắt đệ đi. Độn thổ. Sao đột nhiên chỗ này biến rộng quá vậy? Chắc là gần đây rồi. Đúng rồi, đám yêu quái đó ở gần biển. Đám yêu quái đó ở gần đây biến thành hình hài con người, nên chỗ này cũng ngày càng rộng. Cẩn thận một chút. Nơi không chừng đám yêu quái đó có thực lực bằng cấp với chúng ta.